Audio 1986 xin chào các bạn nha. Hôm nay shop sẽ giới thiệu với các bạn bộ loa không dây đeo cổ ấy, có mã hiệu là Audio 905. Mã Audio 905 này ấy, được loa đeo hãng thiết kế ra rất là đẹp luôn, nhỏ gọn, chúng ta có thể đeo cổ. Thay vì trước đây chúng ta phải đeo nhét từng nhét tai vào ấy, chúng ta nghe ấy, nhiều khi nó cũng vương víu hoặc là rơi. Nhưng bây giờ đeo cổ chúng ta có thể di chuyển hoạt động thoải mái được, chỉ để chúng ta có thể nghe nhạc. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra và cho các bạn xem được cái sản phẩm gồm những cái gì, và mình sẽ test sản phẩm nhá. Rồi, giờ mình sẽ cho các bạn mở hộp sản phẩm. Hộp sản phẩm là loa đeo cổ ấy. Đấy, mình sẽ mở cái sản phẩm này ra để cho các bạn xem nhá. Đó, để hai mặt nhá. Đó. Để các bạn xem hộp sản phẩm đấy, như mình nói là sản phẩm này rất là ưa chuộng của nước ngoài ấy. Giờ đang có bán tại Việt Nam thì đang chuẩn bị thông dụng tới ấy, để cho quý khách hàng lựa chọn sản phẩm gọi là loa đeo cổ không dây ấy, rất là tiện, vừa có thể đàm thoại được. Đó, giờ mình sẽ mở cái vỏ sản phẩm này ra nhé, xem ở bên trong gồm những gì. Đó, rồi bên trong gồm một cái cáp sạc này, đó, còn một cái sách này, nhỏ này, đó, sách nhỏ, rồi, gồm một tai, một loa đeo cổ, đó, loa đeo cổ này thì nó rất là gọi là dẻo nhỏ, dẻo, thiết kế dẻo, nhẹ có hơn 200g, đó, thấy chưa, đó, thì cái sản phẩm này ấy, chúng ta sẽ ở bên phải ấy, mặt bên phải đúng không, sẽ có những cái lúm nút. Đó là đầu tiên, đó là ở đây là lúm để giữ khoảng 3 đến 5 giây sẽ bật loa lên. Đó, và đây là lúm cộng âm lượng đấy, tạm dừng play và trừ âm lượng. Đó các bạn nhìn có thể xem sản phẩm video. Đó, ở trên đây thiết kế bằng nhựa ABS này, đó, rất mềm mại luôn. Đó, đây là lớp nỉ cao cấp luôn, sờ rất là chất luôn. Đó, đấy, các bạn nhìn xem, đó, chưa, mà sau à, lớp này lớp gọi là chống nhám ấy, gọi là để thiết kế dạng như kiểu mồ hôi cái thứ thoải mái luôn ấy. Đó. Rồi, đó, thấy chưa? Ở bên trong của tai phải ấy, chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ thấy là gì? Sẽ có ở đây này, đó, mở ra. Đúng rồi, bảo vệ, nói chung là mồ hôi mà, chúng ta bảo vệ nước, kim đeo vào cổ ấy, nó sẽ bảo vệ không cho mồ hôi gì vào đây. Đây là lỗ sạc này, và đây là cắm thẻ nhớ, kết nối Bluetooth 5.0 các bạn nhé. Đó, chưa? Bạn nhìn rõ không? Đấy, cái nối Bluetooth 5.0. Rồi, bên tai này thì không có gì, bên trái không có gì nhá. Đó, chưa? Đấy, dòng sản phẩm rất là cao cấp, loa đeo cổ. Đấy, rất nhỏ, gọn, nhẹ. Đó, chưa? Đó. Đấy, để các bạn xem. Ta kết nối tất cả mọi điện thoại luôn. Đó, giờ mình sẽ đeo cổ thử và kết nối điện thoại nghe nhạc nhé. Mình sẽ cho các bạn nghe nhạc của sản phẩm này nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ra sao nhé. Đó, đầu tiên ấy, chúng ta sẽ giữ vào cái nút nguồn đây. Đó, giữ vào nút nguồn 3 đến 5 giây nhé, giữ chặt này. Đó, thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó, cái đèn nó sáng lên. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối loa với cả điện thoại nhé. Mình sẽ lấy điện thoại kết nối với cái loa này. Rồi, ok, mình sẽ đeo cổ này. Đó, đeo cổ, nói chung là rất là đẹp luôn. Đối với mình Việt Nam, cái này, cái sản phẩm này ấy, thì hầu như là hãng người ta sản xuất ra ấy, là để phục vụ chúng ta là giải trí này. Đấy, phục vụ của chúng ta, đây, giải trí làm văn phòng này. Đạp xe, chạy bộ này, đó, nghỉ ngơi, chơi game,
Nói chung là rất là nhiều nhu cầu để mà chúng ta sử dụng nghe nhạc nhé. Giờ mình sẽ giới thiệu qua cái thông số của sản phẩm này ấy. Thông số của sản phẩm audio 905 này ấy, nó được cân nặng của sản phẩm ấy là 224g đó. Thời gian sử dụng của nó là một lần sạc ấy, chúng ta sẽ sử dụng được liên tục trong vòng 10 tiếng và không liên tục trong vòng 15 giờ đó. Nó được sử dụng với công nghệ stereo, tức là hai loa, loa trái và loa phải đó. Pin của nó là 600 mAh đó, chúng ta sử dụng rất thoải mái luôn, thời gian quá tuyệt vời luôn đối với sản phẩm. Quá tuyệt vời này, nó là loa đeo cổ không dây Bluetooth 5.0 nhá, kết nối tất cả các dòng điện thoại luôn đó. Với cái sản phẩm này thì chúng ta quá tiện lợi cho cái việc là giải trí vui chơi đấy, làm công việc làm việc và nói chung là khi nào cần nghe nhạc đấy, khi nào cần đàm thoại chúng ta đeo cổ xong đó, rất là tiện đó đấy. Chúng ta sẽ xem thêm một chi tiết sản phẩm để nghe nhạc luôn đó. Giờ chúng ta sẽ vào điện thoại đấy, chúng ta ai dùng iPhone ấy, thì các bạn có thể vào một cài đặt này đấy, vào cài đặt đúng chưa. Chúng ta sẽ vào cái Bluetooth này, để vào Bluetooth này đó, thì chúng ta sẽ tìm Bluetooth của sản phẩm này nhé. Đó, sản phẩm này Bluetooth đó là EBS 905 nhé, chưa EBS 905 này đó, chúng ta ấn vào đó rồi sẽ kết nối rồi. Ok, nó kết nối rồi đấy. Rồi giờ mình sẽ bật nhạc để các bạn nghe thử sản phẩm này nhé. Cái sản phẩm này thì mình đeo cổ thấy nó khá nhẹ, nó như kiểu mình ai mà có thể leo núi ấy, xong đeo ba lô, đeo cổ này nhạc này khá hay đúng không? Đấy, sản phẩm đúng là sản phẩm của công nghệ luôn, thay cho những cái sản phẩm tối ưu của tai nghe rườm rà có dây hay là không dây. Thì tai nghe không dây chúng ta vẫn phải gọi, có thể gọi ngon, nhưng mà sản phẩm này chúng ta thể cuộc gọi luôn, đang nghe nhận điện thoại ấy, chúng ta nghe vừa nghe nhạc này, vừa có thể là nghe điện thoại được luôn nhé. Đấy, nó đàm thoại hai chiều ấy, rất là tiện luôn đấy, không cần phải cầm điện thoại nữa và mình nghe nhạc ấy đó. Đó. Đấy. Nghe nhạc mình đang âm thanh của cái sản phẩm này âm bass của khá là tốt luôn đó. Đây là nhạc bốc để cho các bạn nghe rõ hơn đấy, đúng không? Mình nghe gần là thấy to rồi, nhưng mình có thể bật nhỏ to nhỏ trên điện thoại nó tiện. Đây là mức nhỏ này. Đấy, mức này mức nhỏ khoảng 30% này. Giờ mình tăng lên nhá. Các bạn nghe này. Đó. Bạn nghe. Nghe to ấy. Đây, để mình nhỏ. Nghe to mình có cảm giác cái loa nó rung, cảm giác như kiểu cái máy rung để cho đeo cổ ấy, máy rung cho xoa bóp cổ ấy. Đấy, rất là khá hay, vừa xoa bóp cổ vừa có thể nghe nhạc. Đấy, chúng ta di chuyển mọi hoạt động luôn, không vướng víu cái này luôn đó. Đó. Đấy. Đó. Không vướng víu gì cả, sản phẩm rất là hiện đại đó, khá hiện đại luôn. Sản phẩm này thì ra lại bẻ được này. Đấy, rất tiện luôn, vừa bẻ ta di chuyển mang vào ba lô hay là mang vào vali rất là tiện nhá. Âm bass thì rất chuẩn luôn, âm bass khá hay, âm chậm mát sản phẩm audio chính năng đó. Nói chung là nghe nhạc đây là cũng là đeo cổ, cũng là để chuyên cho nghe nhạc, thay thế cho những dòng sản phẩm đeo tai rồi, nhưng mà thời đại văn minh. Cái này các bạn trẻ này, nói chung là các bạn trẻ này, dân văn phòng này, nói chung là business ok hết, nói chung là có hoàn hảo trong một cái sản phẩm. Đó. Còn ai đau cổ, ai đau viêm cái cổ đeo cái này bật nhạc to lên nó còn gần như xoa bóp cổ luôn đấy, ồ khá hay luôn. Đó, cổ khá là hay đấy. Đó. Chuyển vai ha.
tua một đoạn khác này. Nghe thử bài khác này. Cái này thì nó có cả nghe nhạc, hoặc là nghe nhạc ấy, nhạc êm, nhạc trầm. nghe nhạc êm này thì chúng ta đi ngủ khá là ok. Hoặc còn nghe nhạc nhạc EDM mà nó để bốc lên một chút đấy thì nghe rất là phê. Đó, chúng ta vừa có thể nghe và đàm thoại luôn nhá. Nếu là đàm thoại được nhá. Nếu ai có cuộc gọi đến là mình nghe luôn đấy. Rất là hay luôn đấy. Đây mình thử cách đàm thoại luôn á, xem luôn nhá. Bây mình sẽ nhờ ai gọi điện vào số này cho mình nhá. Mình đang nghe nhạc hả, đúng không? Ok, mình sẽ gọi điện nha. Rồi, ok, mình sẽ có một cái cuộc gọi sẽ test cái sản phẩm này. À, mình thử gọi đi. Mình sẽ thử gọi cho một người nhá. Đó, rồi, ok. Mình sẽ gọi một người đây. Người trong danh bạ mình ấy. Mình sẽ gọi cho họ nhá. Mình test này. Đó, ở đây nó sẽ hiện mình chọn. Thì mình chọn đúng vào cái loa không dây nghe cổ nhá. Đó, mình đang có cuộc gọi. Mình đang gọi cho người ta. Đây, nghe. Alo, anh Huy à? Em đang test cái loa mà em gọi cho anh nghe thử. Đang quay video test rõ, thử luôn nghe rõ không? Đấy ở đây nghe cũng rất là rõ luôn, không cần phải không cần phải đeo điện thoại. Loa 95 đeo cổ đây. Bây giờ đang gọi thử thử cho anh để nghe test thử âm thanh để nghe đàm thoại hai chiều. Nghe cực rõ luôn đấy. Rõ luôn à? Ok. Ở đây sóng mạch cũng ok rồi. Nghe thế tốt quá. Ok. Ok dừng. Đấy, chúng ta đàm thoại hai chiều khá hay luôn tại cái bộ này luôn đó. Ai mà quan tâm có thể liên hệ hotline là 0942921086 ạ. Đó, truy cập website audio1986.com vào cái danh mục sản phẩm mà loa Bluetooth ạ. Đó, các bạn muốn nghe to hay không thì các bạn nhớ là tăng giảm âm lượng trên điện thoại nhá. Vì nhiều khi là chúng ta kết nối Bluetooth đi thì âm thanh nó bị nhỏ, thì ta phải kết nối tăng giảm âm lượng ở trên điện thoại này. Đấy, phụ thuộc vào trên điện thoại hết, muốn to hay nhỏ ở trên điện thoại. Còn ở đây nó ở trên cái loa này nó có thể tăng được lên đó, nhưng mà như chúng ta nên sử dụng qua điện thoại, hoặc là nếu mà không cầm được điện thoại ấy, thì mình có thể là tăng. Ví dụ đây nhá, đây mình tăng hết cỡ trên điện thoại lên này, đúng không? Bây giờ mình sẽ tăng thêm âm thanh trên loa. Và chúng ta sẽ nhỏ đi này. Đây mình nhấn nhỏ đi này. Nhỏ đi. Đấy. Ra tay nhanh nhúng, sụt sùi, nhấp nhẹ, mình... làm nhân được. Rồi, giờ mình đấy, bật nhỏ đi. Đó, thì chúng ta tăng giảm ở đây được và tạm dừng đây luôn nhá. Đó, để mình bật thêm một cái bài nữa. Rồi mình sẽ bật một cái nhạc bài khác nhé để cho các bạn. Đây rồi. Đó. Mình sẽ bật một cái bài khác mà chúng ta bật nhạc lên cái là chúng ta phải tăng âm lượng trên điện thoại đầu tiên. Đấy, chúng ta sẽ tăng giảm âm lượng ở đây rồi. Đấy, mình tăng lên này. Đấy, đây mình ấn next bài luôn đấy. Đó. Hôm nay bao chào này nha. Mới được chuyển khoản 3 tỷ. Quảng cáo ấy. Quảng cáo YouTube mà. Đấy. Tốt. Chúng ta giữ chặt đấy. Là chúng ta nick cái bài luôn đấy, nick qua một cái bài khác luôn đấy, chúng ta ấn nháy thôi nhá, ấn nháy cái nút dấu cộng rồi, đấy, nháy dấu cộng lên, đó, nháy dấu cộng thì ở trên này nó sẽ hiện luôn này, còn chúng ta ấn nhỏ đi này, ấn nhỏ đi, đó, thấy chưa, đó, còn chúng ta ấn giữ dấu cộng hoặc ấn giữ dấu trừ ấy là nó chuyển sang một bài khác ấy nhá, thấy chưa, đó, nên các bạn lưu ý nhá. Nó cũng giống như những tai nghe Bluetooth khác thôi. Đó. Đó, okay. Nói chung là nghe nhạc thì khá là ổn luôn. Rồi.
các bạn thấy video này hay ấy, thì có thể là ấn vào nút chuông và đăng ký ở dưới bên dưới và nút chuông nhé, để theo dõi audio 1986 nhé. Đấy. Ai thấy hay có thể like, share cho giúp audio 1986 phát triển kênh tốt hơn nhé. Thời lượng pin 15 tiếng và play liên tục là 10 giờ, trọng lượng 224g nhé. Đấy, pin 600mAh. Cái này cái nguồn này tăng giảm âm lượng và tăng dần này. Giờ thì audio 1986 xin chào các bạn nha.